Blackpink là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất từ trước đến nay của K-pop. Các cô gái xinh đẹp tạo sự háo hức chờ đợi từ người hâm mộ khi chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới kể từ lần cuối cùng ra mắt The Album vào năm 2020. Các cô gái được cho là sẽ phát hành một album mới trong tháng này, theo Shumbi. Có tin đồn rằng đây có thể là tác phẩm cuối cùng của họ khi kỷ niệm 7 năm ra mắt vào năm sau. Bởi trước đó có nhiều nhóm nhạc như Sista, 4 Minutes và 2NE1 trở thành nạn nhân của việc tan rã trong lời nguyền 7 năm này. Nhưng Blink hoặc người hâm mộ của Blackpink sẽ tiếp tục vượt qua các lời nguyền này và hy vọng rằng các cô gái ở lại với nhau. Từ việc bán sản phẩm âm nhạc và lưu diễn với tư cách nhóm cũng như cá nhân đến việc làm người mẫu cho các thương hiệu cao cấp toàn cầu như Dior, Calvin Klein và Samsung, cùng với các xác nhận thông qua các kênh Instagram và YouTube của họ, các thành viên Blackpink có tổng tài sản khoảng 62 triệu đô la Mỹ. Nhưng ai là người giàu nhất trong các cô gái này dựa trên ước tính của Celebrity Network? Chúng ta cùng nhìn lại đế chế trị giá hàng triệu đô la mà 4 thành viên đã xây dựng cho mình kể từ khi ra mắt vào năm 2016. Jennie, 10 triệu đô la Mỹ. Cô ấy có thể sinh ra đã ngậm thìa bạc, mẹ cô ấy được cho là cổ đông và là bên liên quan lớn trong CJ&M, một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, với tư cách là công ty mẹ của Mnet và TVN. Nhưng Jennie đã kiếm được tài sản riêng từ sự nghiệp bắt đầu từ năm 14 tuổi. Nằm ngoài các hoạt động của nhóm, Jennie trở thành thành viên đầu tiên tách ra solo với sản phẩm âm nhạc mang tên Solo vào năm 2018. Đĩa đơn ăn khách đã vượt mốc 300 triệu lượt xem trên Spotify vào tháng 7 năm 2021 và 800 triệu lượt xem trên YouTube vào tháng 3. Cô đã làm nên lịch sử với tư cách là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên và nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đạt được các cột mốc tương ứng. Ngoài âm nhạc, cô ấy cũng có rất nhiều xác nhận cao cấp. Được biết đến với biệt danh Human Chanel, cô cũng là gương mặt đại diện cho Calvin Klein, mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc Hera, Samsung Galaxy và L'Oréal Comme des Candy. Cô cũng hợp tác với thương hiệu kính mát cao cấp của Hàn Quốc Gentle Monster để cho ra mắt dòng kính mát J. Bentley Home Collection. Với chi phí ước tính lên tới 800.000 đô cho mỗi hợp đồng tính theo Aspect Korea, chắc hẳn cô đã thu về hàng triệu đô từ những thương vụ này. Lisa, 14 triệu đô la Mỹ. Thành viên trẻ nhất Lisa cũng đã ra mắt một album solo La Lisa vào năm ngoái, với ca khúc chủ đề đã mang về cho cô ấy một kỷ lục Guinness thế giới. Nó trở thành video âm nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube trong vòng 24 giờ sau khi phát hành, với 74 triệu lượt xem, phá vỡ kỷ lục trước đó của Taylor Swift Me với 65 triệu lượt xem vào năm 2019. Với 573 triệu lượt phát trực tuyến, đây cũng là album được phát trực tuyến nhiều nhất bởi một nghệ sĩ K-pop trong lịch sử Spotify. Bên cạnh thành công vang dội trong lĩnh vực âm nhạc, Lisa còn xuất hiện trên các chương trình truyền hình như The Romance, 300 và Rules With You. Thêm vào đó, cô làm việc với các thương hiệu toàn cầu như Celine, Prada, Bulgari và Mark, cũng như các công ty ở quốc gia của cô như nhà điều hành điện thoại di động lớn nhất Thái Lan, AIS, và mức phí của cô ấy không dưới 5 con số, ước tính ít nhất là 300.000 đô la Mỹ cho mỗi buổi biểu diễn và 600.000 đô la Mỹ cho mỗi lần xác nhận, theo phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Như thế vẫn chưa đủ, với tư cách là ngôi sao K-pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram tại thời điểm viết bài, cô ấy đã kiếm được tới 200.000 đô la Mỹ cho mỗi bài đăng được tài trợ. Rose, 18 triệu đô la Mỹ. Sinh ra ở New Zealand trước khi chuyển đến Úc, Rose đã cạnh tranh với 700 ứng cử viên khác để giành được vị trí của mình trong Blackpink. Cô ấy đã có một năm tuyệt vời vào năm 2021, được chọn làm đại sứ cho Tiffany & Co. và khởi động sự nghiệp solo của mình với album đơn R. Đĩa đơn chính Underground đã trở thành video được xem nhiều nhất bởi một nghệ sĩ solo Hàn Quốc trong 24 giờ trên YouTube vào thời điểm đó và đạt vị trí thứ 70 trên Billboard Hot 100, bài hát có thứ hạng cao nhất của một nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc tại Mỹ. Năm 2020, cô trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Yves Saint Laurent. Các giao dịch khác bao gồm xác nhận với thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Kiss Me và Perfect World Mobile. Jisoo, 20 triệu đô la Mỹ. Jisoo là thành viên cuối cùng của nhóm ra mắt solo dự kiến là trong năm nay vì cô ấy đang bận rộn với việc đóng phim. Mặc dù vậy, diễn xuất dường như đã mang lại lợi nhuận khiến cô ấy trở thành thành viên Blackpink giàu nhất. Sau vai khách mời trong một số loạt phim như The Producer 2015 và Order Chronicle 2019, cô đã có được vai chính đầu tiên trong Snow Drop vào năm ngoái. Bộ phim đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới, đưa cô ấy trở thành ngôi sao đang lên trong Hollywood. Cô cũng là một tên tuổi lớn trong giới thương mại. Trước khi Blackpink ra mắt, cô đã xuất hiện trong các quảng cáo của LG, Nikon và Samsung. Sau đó, cô trở thành đại sứ của Dior Beauty vào năm 2019 và cũng có nhiều hợp đồng lớn với Cartier cũng như Kiss Me.